Thưa quý vị, diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 28-29 tháng 7, cơ bản đạt mục đích yêu cầu đã đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Qua những nội dung thực hành diễn tập đã nâng cao nhận thức và trình độ năng lực của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, trình độ chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng cao. Với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tỉnh Bến Tre, qua 2 ngày tổ chức diễn tập đã giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp tổ chức tốt công tác vận hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ huy, phục vụ chiến đấu và công tác hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị địa phương. Hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và hai huyện Châu Thành và Bình Đại. Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2022 thực hiện đúng theo ý định diễn tập của quân khu 9 và chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh diễn ra vào chiều ngày 19 tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong diễn tập, đồng thời lưu ý thực hiện một số nội dung trọng tâm. Chính trị và nhân dân tiếp tục nghiên cứu nắm chắc âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức, biên chế, khả năng, thủ đoạn tác chiến của quân đội các nước, tính năng một số loại vũ khí, phương tiện chiến tranh công nghệ cao làm cơ sở xây dựng phương án tác chiến phù hợp, sát đúng với tình hình thực tế. Thứ hai là tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, nghị định và các văn bản của Trung ương về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở ban ngành, tổ chức chính trị xã hội các cấp, vai trò lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền trong xử lý các tình huống một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Thứ ba là cơ quan quân sự, công an, biên phòng đề nghị các đồng chí tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện vững mạnh về tiềm lực và thế trận, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội, gắn các đề án công trình phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, tham mưu triển khai thực hiện đề án xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần, kỹ thuật theo phân kỳ. Thứ tư là đối với các cơ quan, đơn vị, các ngành của tỉnh, của huyện, đề nghị các đồng chí tiếp tục củng cố, bổ sung, điều chỉnh các loại văn kiện, kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế tại địa phương, thông qua phê duyệt theo phân cấp. Trên cơ sở đó để hướng dẫn, chỉ đạo cho các địa phương, đơn vị diễn tập những năm tiếp theo đạt được kết quả cao. Thứ năm là chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu hồi, quản lý tất cả các loại tài liệu có liên quan đến công tác diễn tập, bao gồm văn bản giấy, văn bản điện tử, sơ đồ, bản đồ, vân vân, thực hiện lưu trữ theo chế độ tối mật. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan có liên quan tập hợp tất cả các video clip, hình ảnh về diễn tập khu vực phòng thủ để lưu trữ, quản lý, làm tư liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm về xây dựng khu vực phòng thủ tại địa phương và bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến của tỉnh, đồng thời rút kinh nghiệm chỉ đạo các cuộc diễn tập sau đạt kết quả tốt hơn. Qua đó phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 30 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Bến Tre năm 2022.